Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Mời em. Trời đất ơi. Ôi. Đi đâu vậy con? Đi gì con? Con đi hẹn hò cô. Rồi ở nhà ai coi chừng nhà. Trời đất ơi. Chuyện gì vậy? Chuyện con của em hả? Thôi đi xuống. Con không có hẹn cái gì ở đây hết trơn á. Trời đất ơi. Ê, đừng có đuổi ta gì vậy? Không có được. Anh không có được. Vô đi. Gì vậy? Chơi chơi đuổi. Hả? Cái này cháu của em. Hả? Cháu của em. Cháu thì cháu chứ ngồi xuống đó để tôi giải quyết. Ngồi xuống. Em đâu có hẹn họ. Ngồi qua đây. Không có được. Trời đất ơi má. Không được. Gia đình của nó gửi vô em. Ngồi xuống. Ngồi em xuống. Chỉ là mai mối cho người ngoài thôi. Thì ngồi xuống tôi giải quyết. Ngồi xuống. Con ngồi xuống không? Con ở đâu vô? Dạ ở Huế. Ở Huế. Dạ. Con đang ở với ai trong đây? Dạ ở bên nhà của cô. Ở nhà của cô. Dạ. Cô làm gì cô có quyền. Ở nhà cô có quyền. Còn ở đây là chương trình bạn muốn hẹn hò. Ai cũng có quyền đăng ký tham gia. Đừng lấy chuyện nhà làm chuyện chung. Chuyện nào ra chuyện đó. Quan kia được tôi giải quyết nha. Thôi Nhân Viên. Thôi không được. Con. Quan kia. Cái gì vậy? Bữa nay giải quyết rồi. Quan kia. Qua đây. Chương trình tôi đang tự nhiên đuổi con cháu tôi về. Để tôi lo bên đây cho. Chú chào con. Dạ con chào chú. Con nhiêu tuổi? Dạ năm nay 24 tuổi. 24 tuổi hả? Dạ. Tên gì? Thương Hoài. Thương Hoài. Bên đây Thương Hoài 24 tuổi nha. Ủa mà cháu nó mà. Rồi anh tự làm mai mình anh luôn đi. Làm mai với ai? Làm mai chàng trai. Chàng trai đâu? Kêu chàng trai ra đây. Giờ tôi không kêu. Chàng trai đâu xuất hiện? Bên kia là cái ghế kia kìa. Cái ghế của tôi. Ở quên ghế của anh Huyền Linh. Xin chào chương trình. Xin chào các bạn. Mình tên Thành Luân. Mình đến từ Bình Phước. Mình đang làm công việc ở gara sửa xe hơi ô tô quận 7. Ủa, chưa hỏi gì hết trơn mà. Thôi tự em giới thiệu luôn. Giờ sao giờ là con hay em? Mời con ngồi hay mời em ngồi? Bên kia cháu cô. Dạ thôi mời con đi. Con á, vậy mời con ngồi. Thôi, bây giờ nè, chú Quỳnh Linh hỏi nha. Dạ. Con vô đây ở với cô Cát Tường. Dạ. Con làm gì? Dạ, con đi học nghề tóc rồi nail. Sao con có 23 tuổi mà con đi kiếm bạn gái, kiếm vợ làm chi vậy? Nói chung là môi trường mà xung quanh cạn kiệt phụ nữ nên... Gì? Cái gì? Nói cái gì vậy? Môi trường xung quanh cạn kiệt phụ nữ, ai nói câu đó? Phụ nữ quá trời cạn kiệt đâu ra? Cạn kiệt là sao? Là do cái công việc của em là lúc nào cũng nằm trong xe hết, không bao giờ ra ngoài nên cũng ít tiếp xúc với phụ nữ. Nằm trong xe là sao, nói rõ hơn. Là em là thợ máy, em sửa xe không à. Không lẽ sửa cả ngày cả đêm, có thời gian nào riêng cho mình? Thời gian đêm thì lúc đó thì lúc mệt mỏi rồi thì chỉ có đi ăn tối xong về ra quán cà phê ngồi xong rồi đi về ngủ thôi chứ. Vậy bây giờ nếu mà có bạn gái thì thời gian nào dành cho bạn gái? Thì khi mình có bạn gái thì tất nhiên mình phải dành một cái niềm vui nào đó cho bạn gái để mình tiến theo đường xa hơn nữa nhé. Vui gì nói thử cho cô nghe vui không? Ví dụ như tối dắt đi uống nước, dẫn đi hồ đá chơi. Đó. Còn nghe bạn Lương Minh kia nói chưa? Rủ bạn về bạn dẫn đi hồ cá chứ nằm trong xe hoài con thích. Dạ đi hồ cả thì con không thích. Đi công viên ngắm chó thì được. Trời, sở thích gì kỳ lạ vậy? Dạ thì con thích chó lắm chú. Con thích chó hả? Dạ. Bây giờ nè, bên đây á, sở thích là dắt đi công viên ngắm chó. Bên kia sở thích là gì, có thể cho biết được không nhỉ? Sở thích của em thì em được thích ngắm gái xinh. Ngắm gì? Ngắm gái xinh. Ngắm gái xinh trời ơi. Dạ. Bên bên thích ngắm chó, bên thích ngắm gái. Nhưng mà hầu như mỗi lần em ngắm là đều bị mắng vốn. Là sao? Tại sao bị mắng vốn? Tại vì ở gara em là khu chung cư mà mỗi lần chiều đến về là toàn những cô có chồng ngang không à. Còn mỗi lần ngắm là mấy cô để ý. Mà để ý xong là họp dân phố lại là ra mét gara em. Trời đất ơi. Dòm sao cũng... Dòm cái gì mà đến mức mà phải ra họp dân phố? Nói chung là mình không có dòm gì nhiều. Chỉ đi ngang thấy xinh ồ lên xong bắt đầu ra rủ thêm mấy người trong làm chung ra. Dạ chung ô. Vậy là đi họp dân phố đó hả? Dạ. Gây rối trật tự. Gây rối trật tự, phá rối chị em phụ nữ xung quanh. Nói vậy là xạo. Nói vậy là xạo. Có phải là làm cái gì người ta chứ tự nhiên nhìn không là ồ mắc mới gì đâu. Vậy là kể chưa thành thật. Thành thật đi. Này, thành thật thì em thì sửa xe á, thì có nhiều lúc mà chui dưới gầm xe á, rồi những chị phụ nữ mà à, nhiều đi. Không, cái đó. Phải họp tổ dân phố chứ, đúng không quý vị? Rồi. Có đôi lúc mình chỉ vô tình thôi chứ mình không cố ý. Vô tình mà còn kêu nhiều người mà kêu bằng vô tình.
Không, này bữa nay tới đây được là mai đó. Tưởng đâu mặt mày bầm tím đi không nổi tới đây rồi đó. Rồi vậy bây giờ em thích những cái ưu điểm gì của người bạn gái tương lai của mình? Em thì em thích người phụ nữ khuôn mặt dễ thương, nói chuyện dễ thương. Và thứ nhất là em thích gái có vỏ. Chi vậy? Tại vì những lúc làm mệt về đôi khi cũng muốn kiếm một người nào đó để đấu vỏ để xả stress. Sở thích lạ lùng vậy. Nãy giờ em nghe tiếng bạn nữ bên đó thì em đã thích rồi. Cùng miền Trung với em. À vậy hả? Dạ. Nói chung nó vậy là nãy giờ em muốn dở màn lắm mà chưa có cơ hội để dở màn. Ai cho dở, ai cho dở. Trời ơi, chưa gì lo dở rồi. Bây giờ chú lên hỏi con nè. Dạ. Mẫu người yêu của con thế nào? Dạ mà nếu được thì có rau quen nón hay là lụa lông tiên hay là răng khểnh. Căm trẻ càng tốt. Đâu cười cô coi coi con. Em chẳng có những gì của bạn gái đó. Vậy đó là nếu được thôi cho con. Đúng rồi, muốn người yêu của con là đừng đòi hỏi hôn quá. Muốn người yêu mình đừng đòi hỏi hôn quá. Nói chung đừng có ép. Thế tự động con sẽ hôn đúng không? Giống như con khi nào mà hôn mà con thấy cảm thấy thì cảm thấy cảm xúc dâng trào thì con sẽ hôn. Bên kia yêu có đòi hôn không? Dạ có. Quá, em qua coi trước nè, anh coi trước nè. Có gì đâu coi. Đâu quên hết. Ngày nào không coi thì coi gì nữa. Thôi để anh coi. Con ơi, con này làm sao mà cứ nằm với coi người ta hoài. Được, đẹp trai. Sao, cô chịu không? Nhỏ hơn lớn hơn con, tuổi con chịu không? Dạ chịu. Chắc chắn chịu không? Dạ chắc chắn. Thề đi. Thề. Thề sao? Thề cái người đó có lớn hơn 1-2 tuổi cũng chịu. Do với nó khiến dễ thương quá. Tự nó đẹp như cô Cát Tường vậy đó. Trời ơi. Bên kia có đồng tiền. Dạ. Trẻ cô Cát Tường nhiều. Tóm lại là nếu con là cháu chú cũng chịu thế con á. Dạ. Được á. Dạ. Nhưng mà có tật đừng có nhìn người ta mặt ấy, đừng nhìn nữa nha. Thề không? Thề. Thề thầy để con kia nghe đi sao? Bỏ không nhìn sao? Thề đi. Xin thề với bạn gái đó, nếu mà sau này có xảy ra anh chàng đó chắc không dòm nữa đâu, dòm bạn gái thôi. Được, chấm mày à. Thôi con nghe cho con. Dạ. Tùy con nha, chú biết nha. Thôi, tôi bỏ tay rồi. Đừng có thừa chú nha. Rồi, kéo màn lên. Chú này chú hồi hộp thôi. Không được chắc cô Cát Tường chửi chú chắc nát luôn á. Hãy vô tự giới thiệu, vợ tự xây ghế nhìn luôn đi chứ còn gì. Bạn tới từ từ. Đừng có nhìn. Nhìn thấy được chưa? Dạ, thấy tắt bính là rất ok rồi á. Tắt bính ok hả? Dạ. Cho em giỡn mặt đi. Mày muốn vợ lắm rồi nè. Dạ, đó, chào đi. Anh chào. Anh thấy em gái. Sao? Dạ, anh thấy em sao? Chưa gì kêu bạn gái rồi. Anh thấy em sao? Em thì rất là dễ thương. Có mấy lúc còn tiền. Ra Huế bao giờ chưa? Mình chỉ mới ra tới Quảng Nam mà chưa ra tới Huế. Có tỉnh ra Huế không? Thì hy vọng là trong tương lai chắc sẽ ra. Nếu được chắc tháng sau cũng ra. Còn một phút nữa nói tiếp đi. Anh cao mệt mấy? Mình cao 1m74. Không cần mình đứng cho mình bạn coi. Anh con mẹ trong gia đình? Mình là con cả trong gia đình. Mình còn một đứa em trai nay đang học 12. Một đứa em gái này đang học lớp 1. Em không thích con trưởng cho lắm. Con trưởng như con thứ à. Nhưng mà em bị lé. Tại vì ở nhà em của anh nó nắm quyền hết. Ủa, anh còn nguyên như vậy hả? Vậy còn nghe lời mẹ không? Mẹ thì tất nhiên phải nghe rồi. Mẹ là người trên nhất mà. Nghe lời mẹ để bỏ vợ hả? Không, lúc đó để cho mẹ với vợ tự xử đi. Nhưng mà mình cũng hy vọng là khi mà bạn thương mình thì về chắc chắn bạn sẽ thương mẹ mình. Tại vì mẹ mình rất là dễ thương. Rồi chúng ta có 3 khắc để xem ai sẽ là người bấm nút và ai người không bấm nút, hay là hai người đều bấm nút. Chuẩn bị. 1. Hai. Tôi mệt rồi nha. Kia đầu chắc ký con gái hoài. 3. Hư anh ơi.
bấm gì nó hư rồi. Sao? Dạ. Bạn nữ bấm rồi đó. Bạn nữ bấm em cũng bấm anh. Bạn hiện nay cảm giác sung sướng thế nào? Nói chung là tuyệt vời luôn, tối giờ em mất ngủ lắm luôn rồi. Chung là nãy giờ chỉ có điểm là được cái thiệt tình. Rồi, hai người có thể nắm tay ôm nhau thật chặt. Không vậy được không? Dạ mai một đôi cho nằm thịt ngón. Một đôi cho nằm hết ngón, ok luôn. Rồi hai bạn chờ, chúng ta sẽ quay số may mắn.